Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để cho các bạn xem cây ớt hiểm của mình. Đây là cây ớt hiểm Việt Nam. Thì mình trồng trong chậu. Nay nó đã cao được hơn 1 mét các bạn. Đây là cái cây thước 1 mét. Mình sẽ đo từ gốc, từ dưới gốc lên cho các bạn xem. Thì ở dưới gốc là ngay chỗ cái gốc của cái ớt ở trong chậu, chứ không phải là ở dưới mặt đất nha các bạn. Đó, mình đo từ cái gốc lên tới trên thì cái ớt của mình nó đã cao hơn 1 mét rồi đó các bạn. Đó. Thì mình với người bạn, hai người đều trồng ớt hiểm loại này, và hai người cái với nhau là xem coi ai trồng tốt hơn. Thì cái ớt của mình hôm nay đã cao được 1 mét và cái tàn nó rất là rộng. Và mình trồng trong cái ớt này trong cái chậu 3 galon, nên bây giờ mình sẽ sang qua cái chậu là 8 galon các bạn. Đó, cái chậu đen này là 8, từ 8 cho tới 10 galon. Thì mình muốn cho cây ớt của mình phát triển tốt thì mình phải sang chậu để cho nó đầy đủ phân để mình thi đua với bạn của mình. Thì các bạn nhìn thấy cây ớt hiểm này trái nó đã ra, mỗi ngọn đều có bông có trái và đã đậu rồi nè các bạn. Đó, trái nó khi mà mới đậu thì nó nhuyễn và ốm. Đó các bạn nhìn thấy, nó nhuyễn và ốm và nó đưa cái trái lên trên thì người ta gọi là chỉ thiên. Cây ớt hiểm này giống của Việt Nam nên nó rất là thơm các bạn. Thì cái trái ớt trưởng thành của nó là cỡ như thế này các bạn. Đó, đó, trái ớt trưởng thành nó cỡ như đây. Và khi mà các bạn hái vô ăn khi mà còn xanh đó, thì nó rất là thơm đó các bạn. Thì nhiều người thích ăn trái ớt chín, nhiều người thì thích ăn trái ớt còn xanh. Riêng Quỳnh Mai thì thích ăn trái ớt còn xanh như vậy để cho nó thơm. Cắn một miếng dầm ở trong nước mắm đó các bạn, ăn canh đó, rồi mình cắn một miếng nó rất là thơm ngon luôn. Và rất là vừa với miếng ăn của mình, tại vì mình cắn chút xíu ở trên đầu rồi mình ăn chung với thịt hay gì thì nó rất là ngon. Thì hôm nay tại vì mình thi đua với bạn của mình xem coi ai trồng cây ớt chiều cao hơn và cái tàn thì rộng hơn và có trái nhiều hơn, nên Quỳnh Mai mới sang chậu. Thì cái chậu này là cái chậu 3 galon đó. Khi mà mình mua bông đó thì người ta bỏ vào trong cái chậu này mình trồng ớt. Thì bây giờ muốn rễ nó đã đang kín ở trong đó rồi các bạn, nên bây giờ mình mới sang chậu. Thì mình dùng phân Garden Soil, mình dùng hai bao Garden Soil, là phân người ta trộn sẵn rồi để cho mình trồng rau. Thì Quỳnh Mai dùng cái này xong rồi Quỳnh Mai sẽ dùng thêm cái là phân bone meal. Đó, bone meal. Rồi tiếp theo là Quỳnh Mai sẽ dùng Planton các bạn. Thì cái phân này nó rất là mắc. Cái phân Planton này nó mắc hơn cái phân bone meal, nhưng mà tác dụng của nó rất là tốt luôn. Rồi cuối cùng mình sẽ cho thêm vài muỗng phân trùng, tại vì mình
thi đua nên mình dùng phân, nhưng mà mình dùng phân toàn là phân sạch nha các bạn, là phân organic, không có dùng phân hóa học đó. Thì bây giờ mai sẽ sang chậu, qua cái chậu lớn hơn. Thì cái chậu lớn hơn này Quỳnh Mai dùng tới gấp 3 lần cái chậu cũ các bạn, tức là 10 galon, còn chậu kia 3 galon. Rồi Quỳnh Mai đổ vào đó là 2 bao garden soil, rồi sử dụng tất cả những phân organic mà Quỳnh Mai vừa giới thiệu. Thì các bạn chừng 1 tuần 2 tuần nữa là cái ớt của mình nó sẽ xòe tán rất rộng. Nếu mà các bạn muốn cho cái ớt nó xòe tán rộng thì các bạn chịu khó cắt tỉa cái ngọn đó các bạn, đặng cho nó nhảy nhánh thì nó xòe ra rất là lớn luôn. Thì cái các bạn xem cái ngọn nào đó nó chưa có bông đó, thì các bạn tỉa nó đi đặng cho nó nhảy nhánh đó. Thì cái nó cái ớt của Quỳnh Mai nó có 3 tầng, tầng dưới cùng rồi tầng giữa nè, đây là tầng giữa các bạn, và cái tầng trên cao là cái tầng này. Thì bây giờ Quỳnh Mai muốn cho nó xòe rộng ra nữa thì Quỳnh Mai sẽ cắt ngọn của tầng trên cùng đó các bạn. Nhưng mà cái tầng này các bạn nhìn thấy mỗi ngọn nó đều có trái nhỏ nè, đều có bông nè, nên cũng hơi tiếc á các bạn. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho nó xòe rộng ra thì bắt buộc mình phải cắt cái ngọn thôi. Thì mình sẽ cắt ngọn rồi vài bữa nó sẽ nhảy cái nhánh ra, nhánh khác ra. Thì cái nhánh nào nó nhảy ra thì nó cũng có bông hết các bạn. Đó các bạn nhìn thấy một chùm bông luôn. Rồi bông thì sẽ thành trái. Đó các bạn thấy trái không? Trái ớt hiểm nó ốm và nó dài vậy. Khi mà nó mới đậu thì nó ốm dài, khi nào mà nó xong rồi thì nó nuôi trái, thì cái trái từ từ lớn lên các bạn. Đó các bạn nhìn thấy, đó cái trái đó nó lớn lên. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ sang chậu. Đó, sang chậu, qua chậu 10 galon. Mình đã đổ vào một bịch garden soil vào trong cái thùng 10 galon nè các bạn. Đó, một bịch garden soil đó bỏ vào trong cái chậu 10 galon. Rồi bây giờ tiếp theo là Quỳnh Mai sẽ cho vào một muỗng. Một muỗng này là một muỗng lớn nha các bạn. Cái muỗng múc canh lớn. Đó, cái muỗng này, chứ không phải muỗng cà phê. Cái này là xương cá nên các bạn không sợ nó hại cây, nó chỉ làm tốt cho cây, nó làm cho cái rễ cây hùng mạnh các bạn. Đó, rồi bây giờ rải lên trên cái mặt đất để lát mình bỏ ra cây ớt vào các bạn. Tại vì mình sang chậu đó mình phải cho cái bone meal này để giúp cho rễ nó tốt đó. Mình cho bone meal vào xong rồi mình mới lấy cây ớt này ra khỏi chậu 3 galon, mình bỏ vào trong đây. Các bạn nhìn thấy cây ớt mình đã đổ ra khỏi cái chậu 3 galon rồi. Thì các bạn nhìn thấy là cái rễ của nó đã đi vòng tròn của cái thùng 3 galon. Nên bây giờ mình phải dùng cái bay sắn đất để làm cho bể cái bầu đất này ra, để cho rễ nó đi chung ra các bạn. Nếu mà các bạn để nguyên gì bỏ vô trong chậu mới thì cái rễ nó chưa có đi ra, nó không có hít với đất nên nó lâu phát triển. Bây giờ mình phải dùng cái bay làm nhẹ nhẹ cho cái bầu đất nó bể ra, rồi cho nó rễ nó ra như thế này nè các bạn. Rồi mình mới để vào trong chậu mới.
thì cái cây ớt nó phát triển liền, nó gặp cái bone meal đó các bạn, nó phát triển liền. Còn mình để cái rễ bao chung quanh vậy mà mình không có làm dở cái bầu đất ra thì nó lâu phát triển các bạn, rễ nó lâu chung ra. Còn mình làm vậy thì rễ nó chung ra rồi nó ăn cái đất mới thì nó mới tốt các bạn đó. Mình đã cho thêm một bao garden soil vào lắp cái gốc cây ớt lại rồi nha các bạn đó. Bây giờ cây ớt của mình đã ở trong cái chậu 10 gallon đó, các bạn nhìn thấy. Còn cái chậu ban đầu của nó là 3 gallon là chậu này. Bây giờ mình sang qua chậu 10 gallon là lớn gấp 3. Thì cái này sẽ giúp cho cái ớt của mình phát triển rất là mạnh và tươi tốt. Hồi nãy Quỳnh Mai đã bỏ vào là bone meal. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ bỏ thêm một loại phân nữa là plankton. Nó sẽ giúp cho cây ớt phát triển rất là tươi tốt các bạn. Và phân này cũng là organic đó. Thì bây giờ mình sẽ rải xung quanh gốc của nó các bạn, chừng nửa muỗng này thôi, nửa muỗng canh lớn nè đó. Thì ở dưới rễ đã có bone meal rồi, còn ở trên đây mình rải rải cái này cho nó tốt. Rồi các bạn khi nào mà nó phát triển lên thì bỏ tiếp là phân trùng các bạn đó. Thì mình rải rải như vậy. Và khi mới sang chậu thì mình không quên là phải tưới cho nó đậm nước các bạn. Tại vì mình làm cho nó đậm rễ rồi thì bây giờ mình tưới đậm nước để cho nó hút cái bone meal vào, giúp cho rễ. Và ở trên đây là plankton giúp cho cây tươi tốt đó. Thì cây ớt hiểm của mình nó cao tới 1 mét và vài ngày nữa thì cái tàn của nó sẽ xòe rộng ra các bạn đó. Thì mình sẽ đo lại cho các bạn xem nè, đo từ cây dưới cái gốc của nó chứ không phải ở chậu, là trên mặt đất nè, lên tới trên là 1 mét đó các bạn đó. Hiện tại thì cái ớt mình trồng từ tháng 4, bây giờ là giữa tháng 7 rồi mà nó cao được 1 mét và có bông có trái rất là nhiều luôn các bạn. Mà mình muốn nó lớn hơn nữa nên mình mới sang chậu chậu 10 gallon. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra để chia sẻ với các bạn mình trồng cây ớt hiểm và mình có cuộc chơi thi đua với người bạn là xem coi ai trồng cây ớt hiểm này lớn hơn, cao hơn và có cái tàn rộng hơn, cho trái nhiều. Thì hôm nay Quỳnh Mai mới quay cái clip này để cho các bạn xem luôn cách của mình sang chậu ớt, rồi mình dùng phân nào để giúp cho rễ và dùng phân nào để giúp cho cây ớt mau tươi tốt. Đó là Quỳnh Mai dùng plankton, rồi dùng thêm phân trùng, rồi cuối cùng là một tuần mình tưới phân cá 1 lần các bạn đó. Vậy thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.